kể từ khi được ông Trần Văn Giáp tình cờ phát hiện từ đóng giấy vụn của một gánh hàng vùng phế thải, sau đó được công bố bởi trường Viễn Đông Bác Cổ, Thiền uyển Tập Anh trở thành tư liệu cơ sở cho các khảo cứu về lịch sử Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên cho đến thế kỷ 13, cũng như các sinh hoạt chính trị, xã hội, tôn giáo nước ta trong suốt thời gian bắt thuộc. Công trình của ông Trần Văn Giáp dựa trên tập sử thiền này được thực hiện khá công phu, nhưng do thiếu nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu để xử lý văn bản do đó ông đã không tránh khỏi một số sai lầm. Những sai lầm ấy được lặp lại trong hầu hết các quyển sử Phật giáo Việt Nam tiếp theo sau ông. Trong năm 1973, Lê Mạnh Thác trong khi đi sưu khảo các tự viện ở miền Nam đã phát hiện thêm các dị bản của Thiền Quyển Tập Anh. Y cứ trên các phát hiện mới, công tác xử lý văn bản được thực hiện với rất nhiều tư liệu liên hệ trong nền văn hiến đồ sộ của Phật giáo Trung Quốc, cũng như trong kho tàng lịch sử Việt Nam từ giả sử đến chính sử, những truyền kỳ. Một bản dịch tương đối hoàn chỉnh của thiền quyển tập Anh được công bố, cung cấp nhiều dữ liệu quan trọng khả dĩ bổ sung, và đồng thời cải chính, những điều được ghi chép bởi các chính sử của Việt Nam mà các tác giả của chúng phần lớn dựa trên những thông tin đầy thành kiến và xuyên tạc của sử liệu Trung Quốc đối với sự hình thành ý thức dân tộc cũng như sự phát triển chính trị xã hội của nước ta bản dịch sang định do lê mạnh thác thực hiện này nhanh chóng trở thành văn bản cơ sở cho nhiều khảo cứu lịch sử theo sau nó thiền nguyễn tập anh theo thể loại là một tác phẩm thiền sử về hình thức nó tương tự cách viết cảnh đức truyền đăng lục của đạo nguyên thế nhưng truyền đăng lục của đạo nguyên thuần túy là một thiền sử ký tại sự phát triển của thiền tông từ khởi thủy của phật giáo trong khi đó thiền quyển tập anh ngoài sự ký tại các truyền thừa và phát triển các dòng thiền việt nam nó còn phản ánh khá rõ nét bối cảnh xã hội Việt Nam mà trường độ thời gian kéo dài trên dưới 10 thế kỷ. Bài kệ thi tịch của khung Việt, 9301011 sau đây có thể cho chúng ta thấy khá rõ nét về điều này. Trước khi chết, sư truyền kệ lại cho đa bảo rằng. Một trung nguyên hữu hỏa. Hữu hỏa hỏa hoàng sanh. Nhược vị một vô hỏa. Toản toại hà do manh. Rõ ràng đây là một bài thơ ngắn mang ẩn dụ siêu hình. Nhưng nếu chúng ta nhìn nó từ vị trí lịch sử của khung việc trong liên hệ với các thế hệ đi trước kể từ định không trưởng lão, 730-808, với các thiền sư đồng thời như Pháp Thuận, 925-990, cũng như thế hệ tiếp nối theo sau là vạn hạnh, ngoài lớp võ tư duy siêu hình, bài thơ cho thấy sự tiếp nối dòng chảy liên tục và trưởng thành của ý thức dân tộc và một nhà nước tự chủ. Nó mang nội dung gần như đồng nhất với các dự ngôn hay sấm ký của Pháp Thuận và vạn hành về sự xuất hiện của một nhân vật mà, qua dự ngôn của Pháp Thuận. Vô vi cư điện các Xứ xứ tức đao binh Theo đó, một thời thịnh trị sẽ đến với đất nước sau nhiều thế kỷ bị đô hộ và nô dịch. Trong phần tiểu sử tác giả, Philip Langlet không bỏ sót một chi tiết trong cuộc đời của khung việc mặc dù theo một cách nhìn đó chỉ là một câu chuyện hoang đường có vẻ không giúp gì cho sự lãnh hội bài thơ được dẫn dịch của giáo sư Philip Langlet, cũng như minh họa của Dominic Jemiscau. Thiên quyển tập anh chết, có lần khung việc chim bao thấy kỳ sa môn thiên vương xuất hiện và tự giới thiệu sứ mạng của mình rằng được thiên đế sai đến để bảo vệ quốc giới ngõ hầu khiến cho Phật Pháp được thịnh hành. Sáng hôm sau, do theo giấc mộng, sư vào núi tìm và thấy một cây to từ cây bông gạo mà trưởng lão La Quý, 852-936, trồng trước chùa Châu Minh, qua cây cổ thụ của khuôn Việt vừa đề cập, cho đến cây bông gạo của sư vạn hạnh bị xét đánh, nó là chuỗi liên tục dự ngôn về sự xuất hiện của Lý Thái Tổ. Sự kiện đó hoặc là sự thật lịch sử, hay chỉ là hư cấu của ai đó muốn minh giải một biến cố xã hội hay một tín điều tôn giáo, thế nhưng ảnh hưởng quần chúng của nó vẫn có thể được tìm thấy rõ nét không chỉ trong thiền quyển tập Anh mà còn trong các truyền kỳ và ký tải của các sử quan triều đình. Chúng ta trở lại bài thơ của Khung Việt với minh họa của James cao Một sinh hỏa, nguyên thủy, lửa vốn ẩn tàng trong gỗ. Ngọn lửa ấy vốn hiền hòa, hài hòa trong nguyên lý ngũ hành xanh khắc, nhưng khi nó bừng cháy để làm nên lịch sử văn minh nhân loại, thì nó cũng có cơ trở thành thảm họa. Qua ống kính của nghệ sĩ tạo hình Dominic Zhe ngọn lửa ấy không bốc thẳng lên theo chiều thuận lý của dịch lý phương đông, mà nó quằn quại trong từng sớ gỗ dưới một góc nhìn minh họa. Nó chợt được thấy như bùng cháy từ hỏa ngục, từ một mùa hỏa ngục của Rimbao, ung sai sần en enfer. Nó bốc cháy từ tổ tiên người Gaulis, thiêu rụi những đồng cỏ, lột da giả thú, rồi lần bước lịch sử theo dấu chân của đoàn quân viễn chinh qua những ngã đường của châu Âu. Tuy dấu chân của Rimbao tiếp nối tổ tiên Gaulis lần bước xuống tận châu Phi chứ không lần về phương đông châu Á, nhưng người thưởng ngoạn ngôn ngữ và minh họa của các tác giả Pháp, từ di ngôn, mà cũng là dự ngôn, của khuôn việc trước khi chết, muốn nhìn nắm nó từ một dòng chảy thuần khiết trong nền văn học Pháp qua hình thái biểu hiện nhức nhối của ngôn ngữ đang nói lên nỗi niềm khổ lụy hiền sinh. Đó cũng là góc nhìn mà chúng tôi mượn tạm của nhà thơ Bùi Giáng trong một bức thư gửi ren cha những dòng chữ được viết từ bảo tố chiến tranh đang tàn phá một đất nước sát hại một dân tộc người thưởng ngoạn như vậy có thể đang cố ý chọn một điểm đứng và một thời điểm để nhìn không theo cùng một hướng của nhà nghệ sĩ tạo hình nhưng trong không gian và từ thể tính của tồn tại thì ưu tư khắc khoải về lẽ sống nhân sinh và chiêm nghiệm những điều kỳ diệu trong sự vận hành của thế giới vẫn âm vang một sự đồng cảm mà chúng ta đọc thấy trong phần giới thiệu bởi james Kow các tác giả của Liver de Moi Baudiset đang tìm vào các thơ văn của các thiền sư đời lý, không phải bằng những tư biện triết học, không phải bằng những tư duy siêu hình, mà bằng ngôn ngữ hình ảnh, tìm kiếm và chìm lắng trong một thế giới tĩnh lặng, vô ngôn, ở đó thực tại tối hậu là khoảng chân không thăm thẳm. Thực tại tối hậu là gì? Đó là một câu hỏi rất thông thường trong giao tiếp hàng ngày, nhưng lại là câu hỏi muốn vén bức màn kỳ ảo của thời gian để nhìn sâu vào tính thể tồn tại. Vậy, yếu tính của tồn tại, của cái đang được ném ra đó, là cái gì? Thiền sư Ngộ Ấn, 10201088, nói, diệu tính hư vô bất khả phan. Yếu tính ấy, là cái trống không mà nhận thức không thể nắm bắt, mặc dù bản chất của ý thức là luôn luôn vương đến nắm bắt đối tượng. Ở đây, Philip Langlet không phiên giải diệu tính trong bài thơ của Ngộ Ấn như là yếu tính của tồn tại, mà hiểu nó là bản chất hay tự tính huyền nhiệm. La Mixte Nature đó có thể một thiên nhiên kỳ diệu, được sáng tạo từ huyền nhiệm của Thượng Đế, mà Thượng Đế thì siêu việt mọi tạo vật. Vậy, câu hỏi về thân phận con người được nêu lên từ tư duy chiêm nghiệm về bản tính huyền nhiệm này, như James Cao đã dẫn từ Pascal, ta là ai, con người là cái gì, trong thế giới này, trong bản tính huyền nhiệm của tồn tại này. Câu hỏi xuất phát từ hai hướng đông tây bất đồng, như trong cảm hứng để thử trả lời ta có thể tìm thấy sự đồng cảm giữa Ngộ Ấn và Pascal. Với Ngộ Ấn, con người không là gì cả, vì tự tính của nó không là gì cả. Hình ảnh của cái không là gì cả ấy là đóa hoa sen còn thắm đường sương mai trong lò lửa đang trực cháy. Trống không, vô nghĩa, nhưng ngời sáng, tồn tại chỉ có thể chiêm nghiệm trong mối quan hệ biện chứng được kết cấu bằng những mâu thuẫn nội tại. Trả lời của Pascal cũng âm vang đồng điệu. Ta không là gì cả. Tất cả mọi tạo vật đều từ hư vô mà ra, tồn tại bao la ngang tầm vô hạn, con người là tồn tại vô thể, là hư vô nếu được nhìn từ vô hạn. Trong vô hạn, nó không là gì cả. Trong cái không là gì cả, nó là tất cả. Con người là một trung gian giữa không là gì cả và là tất cả, đồng điệu hay đồng cảm này cũng được chia sẻ bởi một thiền sư khác từ đạo hành tồn tại và không tồn tại, có và không, hữu thể và hư vô, chứa vô biên trong hạt cát, nắm vô hạn giữa lòng tay, thể tính hư vô bừng sáng thành hoa sen trong biển lửa, đó là những tư duy và phát biểu mang tính phản lý, đồng thời đó cũng là sự tính của một dân tộc được hiện tượng hóa trong chuỗi mâu thuẫn biện chứng của hiện thực lịch sử. Ở đây, sử gia và nhà nghệ sĩ tạo hình, bằng ngôn ngữ của mâu thuẫn biện chứng và bằng hình ảnh được thấy thường nhật để phản chiếu sinh hoạt tầm thường mà luôn luôn biến động của đời sống thường nhật những cảm hứng từ các hình ảnh này trong nhiều trường hợp dẫn người thưởng ngoạn đến những ý tưởng đầy bất ngờ vừa thống nhất vừa xung đột giữa những cái nhìn mà ta quen nói là khác biệt đông tây khác biệt thời đại một trường hợp có thể dẫn ra ở đây là bài thơ của không lộ và hình ảnh minh họa trong bài thơ này Ngôn ngữ Pháp đi rất gần với tiết nhịp của âm vận tiếng Việt. Toàn thể bài dịch Pháp còn phản phất phong vận bình dị của đồng quê Việt Nam cũng như sinh hoạt của nó. Trong khi đó, trong nguyên văn hán của bài thơ, do âm luật nghiêm túc của đường thi, mọi thứ trở nên trang trọng. Ngư ông trong nguyên văn hán mang phong thái tiêu giao của một ẩn sĩ. Ngư ông trong bản dịch Pháp là một người dân quê trong cảnh đồng quê bận rộn nhưng an nhàn ngư ông trong minh họa mang dáng vẻ của một con người sinh hoạt trong xã hội văn minh công nghiệp đến từ phương tây đang vẫy tay chào đón hoặc tiễn đưa đứng giữa lòng sông trong lớp bụi mờ ẩn hiện hình ảnh được minh họa từ câu thơ của ngộ ấn liên phát lô trung thấp vị can minh họa như thế là nối liền quá khứ với hiện tại một quá khứ lịch sử đầy bi kịch đã hay đang đi vào quên lãng với hiện tại của một xã hội đang biến chuyển để chào đón hoàng hôn rực rỡ của trời tây Hình ảnh ngư ông trong minh họa tình cờ khiến chúng ta nhớ lại bóng dáng của bùi dáng đang đi giữa phố phường hoa lệ Sài Gòn mà như đi giữa hoang tàn sa mạc, điên loạn trong cơn điên loạn siêu hình của Nai S. Thế rồi, trong phút tỉnh táo, nhà thơ của chúng ta bất chợt thốt lên những lời trầm thống, vang vọng ưu tư khoác khoải lan dài trong lịch sử. Đó là những lời mà bùi dáng đã viết cho trang cha. Hình ảnh một Simone N. quay nhỏ thó, gầy mòn, một tâm hồn nhạy bén trước khốn cùng của những con người khốn khổ, một ý chí ngoan cường, bướng bỉnh của một cô giáo trẻ, hình ảnh ấy không chỉ là biểu tượng cho sự trỗi dậy của tầng lớp yếu ớt trong bối cảnh xã hội hung cường, phú thịnh của phương Tây, hình ảnh ấy một thời đã làm sao xuyến tuổi trẻ Việt Nam lớn lên giữa khói lửa, đang lắng nghe âm vang từ nhịp đập của trái tim mang chứng tích đầy thương tích của lịch sử văn minh, âm vang từ những suối. Nguồn xa xôi mang những ước nguyện nhân bản đến cho các dân tộc đặt vấn đề cho những con người đang bị bức lìa truyền thống. Khi một tâm hồn bị bức lìa truyền thống, nó như một con thuyền lơ lửng trôi xuôi theo định hướng mù khơi ngoài phương trời vô định, trôi ngang qua bà mẹ đang đứng sững quay lưng hờ hững với con thuyền, đang dõi mắt tìm vào bến bờ của quá khứ, của cây đa bến cũ, con đò năm xưa mà nay đã vắng, đã mất. Thế nhưng, trong thể tính nguyên nguyên của dòng sông lịch sử, Mảnh trăng treo từ trên đỉnh Lan Già dạ đang tỏa ánh sáng trầm tịch trong khoảng không vô tận, cho con thuyền định hướng ra biển khơi. Minh họa này từ bài thơ của Tăng Thống Huệ Sinh, Thế hệ Tiếp Nối Thiền Sư Vạn Hành, vốn là minh giải triết học cho vua Lý Thái Tông, ngẫu nhiên phản chiếu tâm tình lịch sử trải dài suốt gần 10 thế kỷ, qua những minh họa mà chúng ta biết được cảm hứng một phần từ tính điều các chim như được nói rõ trong bài giới thiệu do Dominque Jemiscau suy nghĩ từ những dòng ngôn ngữ pháp chuyển tải những tư duy quẩn khúc của tư tưởng, như những mặt gương khi mờ khi tỏ, phản chiếu mấy đoạn đường quanh co khi thăng khi trầm của lịch sử, chiêm quan những hình ảnh minh họa cấu hình bằng phương tiện kỹ thuật hiện đại mà thể tính là những nguyên lý, những công thức cứng động, khô cằn của lý trí hướng ngoại và chinh phục, người đọc và người xem để cho tâm hồn mình di động bất thường giữa những cảm hứng ngẫu nhiên, hoặc trần thuật tiên cảm, từ đó. Quay nhìn lại những đoạn lịch sử đã qua, trải dài suốt trên hoặc dưới mười thế kỷ, những lộ trình riêng biệt, với những định hướng và định mệnh khác biệt, ở hai phương trời cách biệt, những con đường lịch sử ấy có khi được thấy song song, có khi đối nghịch dẫn đến sông núi ngưỡng nghiêng, đảo lộn, áp bức, đọa đầy, chiến tranh, giết chóc, có khi hòa quyện trong nỗi đau thương chung của thân phận con người. Nhưng dù ở bên này hải đảo, hay bên kia đại dương, mà trong cõi tịch mặt vô ngôn, trong thế giới mặc nhiên vô hạn, với những điều nói được và không nói được, những hình ảnh ký họa được hay không ký họa được, giữa người và người, giữa các dân tộc dị biệt, trong các truyền thống và văn minh tương phản, vẫn còn ẩn tàng trong tận đáy sâu, trong trung cảm đồng điệu của những trái tim nhân hậu. Chúng tôi muốn nói, từ những chuyển tải bằng ngôn ngữ Pháp thực hiện bởi giáo sư Philip Langlet, từ những minh họa bằng kỹ xảo của lý trí tư biện phương Tây bởi nghệ sĩ tạo hình Dominique Jemiskau chúng ta thử tìm lại dấu vết tâm tư của tiền nhân thử nhìn lại chính mình từ đôi mắt của những người khác để tự khẳng định chính mình trong những cơn lốc thời đại xin cảm ơn các tác giả đã đến với chúng ta trong đồng cảm nhân loại cùng chia sẻ những giá trị phổ quát giữa những truyền thống dị biệt